Hệ chức năng Liber tức là chúng ta phần lớn tạo đối tượng texture. Các bạn có thể chọn trên này một màu nghiêng nâu. Tôi có thể đang làm giúp các bạn một phần texture bằng gỗ. Và phần bên dưới này chúng ta cũng hút màu này nhưng mà cho sáng hơn. Ok. Bây giờ các bạn vào phần filter. Chúng ta chọn render và chọn Liber. Sau khi chọn xong các bạn thấy rằng nó hòa trộn hai màu trên dưới tạo chúng ta thành những dải vân gỗ khác nhau. Các bạn có thể tăng cường độ. Cái này như cường độ bung trong Body Mask vậy. Các bạn có thể tăng chat. Nếu như các bạn thấy nó chưa tự nhiên bấm vào random, tự đối tượng này sẽ thay thế các vị trí khác nhau cho chúng ta. Các bạn có thể tăng giảm các cường độ tại đây. Nếu như xong rồi, chúng ta có thể nhấn OK.